Ok, xin chào tất cả những người bạn đang có mặt trên kênh của mình nhé. Thì mình vẫn là Xoài đây. Hôm nay chúng ta có một vòng quay huyền bí anh em ạ. Shop huyền bí Tết. Ở đây chúng ta sẽ có cái hai cái bộ đồ mới. Thì sẽ nhìn thấy giống như kiểu là ở trên đấy này. Và bây giờ chúng ta sẽ đi. Đây là cái ác nhỏ nha anh em. Chúng ta sẽ xem là được bao nhiêu phần trăm cho quay chán đi. Xong rồi chúng ta sẽ chơi quả. Đó gọi là dừng lại. Được 66%. Thì ở trong cái shop huyền bí này chúng ta sẽ có gói Valentine này. Ồ, gói Valentine nhìn cũng ổn áp phết anh em. Đây là gói đồ nam. Gói đồ nam này thì là gói gì đây? Gói năm mới cháy phố. Nhìn nó cũng chả ra gì cả. Quan trọng hơn là ở trong này thì nó sẽ có một số cái gói. Ở đây có gói này này. Nhìn nó buồn cười dữ trời. Sau huyền bí này mình đánh giá không cao anh em ạ. Đây có cái gì đây? Vé vòng quay Tết. Ồ, vé vòng quay này là để anh em quay cái bộ đồ anh em ở đây. 9 kim cương một vé anh em ạ. Đấy, ở đây này thì sẽ chỉ có 9 kim cương thôi và anh em sẽ mua cái này nha. Anh em mua tối đa được 20 cái. Anh em mua tối đa được 20 cái vé vòng quay để anh em vào trong cái vòng quay Tết này. Đây vòng quay Tết này anh em quay này. Đấy, để lấy cái bộ đồ gì không? Cái bộ thẻ vô cực mùa 2 nhưng mà có lẽ là hơi khó nha anh em. 20 vé thì cũng có thể là nó sẽ tăng cái cơ hội lên đấy. Thì bây giờ mình sẽ quay trở lại cái ác chính của mình. Thì đây là cái ác chính của mình, thì ở đây cũng có cái sự kiện giảm giá đấy. Thử vận may đấy thì bây giờ mình sẽ thử nhá. Nhưng mà đợt ở bên ác chính của mình thì chắc không hy vọng là nó giảm nhiều đâu. Ơ, ác chính được giảm 68%. Ác nhỏ thì lại giảm có bao nhiêu? 66% thì nó cũng hơi buồn cười anh em ạ. Uầy, ở đây có cái gì đây? Cá mập săn mồi à? Cái này là cái ván này anh em. Cái ván cá mập săn mồi cũng khá là ổn áp đấy chứ. Đây có bộ đồ gì này? Nhìn te tua rách dưới này. Nữ quái kẹo bông này. Ồ, trong này cũng có khá là nhiều đồ anh em. Ở đây có cái quần đấy này. Quần thần bo đại hiệp. Đây cái gì đây? Áo thần bo đại hiệp. Sao nó không bán luôn cả bộ mà nó lại bán riêng quần với áo nhờ. Bán cả riêng cả giày này. Ở dưới này thì cái này thì mình đã sở hữu rồi. Mấy cái bộ đồ ở dưới thì mình sở hữu hết rồi. Cái này sở hữu rồi. Còn cái đầu này thì có cái bộ thần bo anh em. Có cái bộ thần bo. Nhưng mà cái bộ thần bo này thì anh cả dán anh chơi quả. Gọi là bán mỗi loại một mảnh. Rồi có cả ba lô ấy này. Giảm 68% này. Cái gì đây? Ồ, có mỗi thế thôi à? Chả có cái gì gọi là hấp dẫn cả anh em ạ. Trong cái sự kiện này không có gì hấp dẫn. Bộ đồ Tết đúng là chỉ được mỗi cái gì rồi. Có mỗi cái này. Có mỗi cái vé quay này, vé vòng quay Tết này. Đấy, thì anh em có thể là mua được 20 cái vé quay. Nếu anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ đồ thẻ vô cực mùa cái gì nhỉ, cái bộ đồ thẻ vô cực mùa 2 ấy, thì anh em mua thôi. Còn cái vòng quay của cái sự kiện này mình đánh giá nó không cao tí nào cả anh em. Cái sự kiện này nó kiểu kiểu gì nhỉ, nói chung là anh em chơi vui thì được, chứ còn cái này hộp gì đây? À đây có cái hộp này cũng được này anh em. Hộp này có mấy cái bộ đồ nhưng mà mình nghĩ là nó cũng hơi khoai anh em ạ, bởi vì là cái này nó cho phép, nó cho ra huy hiệu mà, cho ra huy hiệu này đấy, thì nó cũng hơi khoai đấy. Thì anh em chơi thế nào thì anh em chơi thôi, tùy anh em. Ví dụ như mình ở đây thì mình thấy rằng mình không mua được cái gì rồi đấy, ví dụ như cái này. Nhưng mà thôi, mình sẽ bỏ qua cái phần này và mình đi quay súng đi anh em, quay súng đi. Bởi vì trong cái sự kiện đấy mình thấy mình không chơi được cái gì hết. Thế thôi, lag à? Thế thôi mình quay sang, mình chuyển sang mình chơi vòng quay súng đi cho nó chắc. Đấy, vòng quay súng cho nó chắc. Mấy cái đồ súng này thì mình có rồi. Mình quay sang đây mình chơi vòng quay súng đi. Quay vòng súng huyết hỏa đi, dù sao cái súng này tôi cũng chưa có. Ui, tôi tưởng đâu trúng luôn chứ anh em. 9 kim cương mà ra luôn thì chắc là đúng là đầu năm này lại đỏ quá thì anh gà rán anh lại không yêu.
anh là dám suýt nữa anh yêu mình rồi đấy, nhấy nhích lên một ô thôi là yêu 69 cương. Thì cái vòng quay này hình như là quay cũng tạ tốn phết đấy anh em ạ. Thế thì nó tạ tốn lắm. Vòng quay này quay thì nó không tốn bao nhiêu kim cương, nhưng mà mình nghĩ là nâng cấp nó mới tốn kim cương đấy, nó mới gọi là cái tạ tốn anh em ạ. Chứ còn quay thì nó không bao nhiêu cả. Ui 399 là hết rồi anh em, 199, 399 này đến 399 là hết rồi, giữ đâu đó hết khoảng độ hơn 1000 kim cương thôi. Hơn 1000 kim cương thì anh em đã có được cái ấy này rồi, có được cái khẩu súng này rồi. Ây da, tạ tốn phết đi anh em ạ. Trúng. Ơ kìa, cay thế nhờ. Vẫn ở 399 anh em ạ. Đấy, thì mới được cái gọi là cái khẩu súng huyết hỏa này. Đây là khẩu súng nâng cấp nhá, M1014 huyết hỏa. Đấy, nó cũng ra mắt lâu rồi, nhưng mà đợt đấy mình nghỉ game cho nên là mình không có chơi cái vòng quay đấy được. Kiểu hôm qua nó ra, từ hôm qua rồi, nhưng mà hôm qua thì mình định là mình không chơi đâu, nhưng mà chả hiểu thế nào này thì hôm nay lại đi để dấn thân vào cái con đường này chơi này, tự nhiên lại tạ tốn đâu đó thì mất hơn 1000 kim cương anh em ạ. Khẩu này thì bắt buộc anh em phải nâng cấp. Anh em nâng cấp thì nó mới lấy được hai tốc độ bắn sát thương. Thế từ từ để mình xem thử cái khẩu này xem là nếu ở level 7 thì nó sẽ như nào. Không, vào phần nâng cấp vũ khí này, nâng cấp súng này. Đây, súng mới đây anh em. Ở đây thì xem cái level 1. Đây thì mình cứ thử nâng. À đây, level 2 thì nó vẫn tăng thế thôi. Level 3 thì chắc vẫn vậy. Level 4 thì tăng tốc độ bắn, tăng xuyên giáp. Tốc độ bắn nó xuyên giáp à? M1014 mà tăng tốc độ bắn, tăng xuyên giáp. Nâng cấp đi anh em, đằng nào thì cũng phải nâng cấp thôi mà. Đấy, lên level 2 này, chắc phải lên level 4 thì nó mới... mới có. Ừ đúng rồi, lên level 4, level 3 thì số lần hạ gục. Mình thì cũng không chơi M1014 lắm, cho nên là thôi để tiết kiệm kim cương để làm những việc khác nha anh em. Đấy, thì quay lại shop huyền bí xem có luộc được cái gì không. Đấy, ở trong này nó còn không có cả hộp súng nâng cấp cơ anh em ạ. Đấy, à đây, ô oh, hộp nâng cấp linh hoạt. Ê, mua luôn cái hộp nâng cấp linh hoạt anh em ạ. Đấy, ở đây thì anh em mua được bao nhiêu hộp? Mắc là 10 hộp. Ồ, khá là rẻ anh em nhá. Mở luôn này, được 33 huy hiệu. Thế này thì cái sự kiện này thì chơi không vui rồi. Sự kiện này chơi không vui đâu. Hộp nâng cấp linh hoạt nữa, có bên này có không? Sao không vuốt được vậy? Ô bên này không có hộp nâng cấp linh hoạt nữa à? Thế tôi mua được đúng 33 cái ấy ở trong cái sự kiện này. Còn ngoài ra thì không mua được cái gì anh em. Ví dụ như muốn mua cái gói này thì 479 kim cương thì tôi nghĩ là nó không xứng đáng. Cái gói này nó chỉ là một gói đồ thường thôi. Ở đây thì cũng thế này, gói đồ thường nó cũng không đẹp lắm. Đấy, theo tôi thì nó mua nó hơi tạ tốn một tí. Có chăng thì anh em mua cái này có 6 kim cương này, mua mắc 30 hộp đi anh em, xem mở được cái gì không nhá. Random kiểu gì nhỉ? Kiểu mở hên xui. Đấy, xem là có trúng cái gì không anh em. Mở tất cả 30 hộp này. Ủa rồi, được 56 cái huy hiệu anh em ạ. Chết mẹ rồi, bị anh gà dán dụ rồi, bị lừa rồi. Cái này hết hàng rồi. Hình như là mấy cái hộp này anh gà dán chỉ cho mình mua có một lần thôi. Mua xong thì mua xong thì thôi anh em ạ. Đấy, mua xong thì thôi để xem nào. Vũ khí nâng cấp súng. À hình như lại nâng cấp được cái gì đây? Groza. Ừ thì nâng luôn anh em. Groza này lần trước mình mua mình còn chưa nâng cơ. Mình mua xong mình để đấy luôn anh em. Groza mình cũng là một khẩu cũng khá là hay nếu như mà anh em muốn nâng nhá. 60 huy hiệu ở đây, nếu thiếu 38 huy hiệu thì chỉ có 300 mấy thôi, 308 cương thôi, lên level 4 thì cũng hơi bị ấy anh em. Mà thôi cứ để đấy đã, nâng dần dần thôi anh em, nâng từ từ, nâng dần dần. Ở trong đây thì
nhận đi. Lịch bán hàng. Mình vừa bảo là vào trong đâu để xem cái huy hiệu đấy quy đổi được cái gì nhỉ? Chắc là phải vào shop rồi. Đây có mấy cái gói đồ, gói này nhìn cổ cổ xưa xưa rồi, vật phẩm. Cái huy hiệu mới đâu anh em? Cái huy hiệu mới thì ấy được cái gì? Hộp. Huy hiệu mới đâu? Thời trang. À đây à? Ừ đúng rồi anh em, quy đổi này 150 100. Mà tôi có 56 cái hộp thì làm ăn gì trời? 56 cái hộp thì tôi phải mua thêm à? Ảo ma thế nhở? Dụ rồi. Bị anh cả dán dụ rồi anh em ơi. Hai bảy hộp. Vừa nãy tôi mua bao hộp ta? Bị anh gà rán dụ rồi anh em ạ. Bị anh gà rán dụ rồi, lỡ rồi thì mở tiếp đi anh em. 50 huy hiệu. 50 huy hiệu thôi, mua tầm đấy thôi anh em, đổi được một bộ rồi. Thực tôi đổi cái bộ đỏ đỏ đi, đầu năm cho nó đỏ anh em. Đấy. Ok, đấy là cái bộ đỏ đỏ ninja hỏa ngục. Đấy. Thôi, để đây luôn anh em. Ok, cảm ơn anh em đã đón xem hết clip của mình nhá. Nếu thấy hay thì nhớ like, share, subscribe kênh để ủng hộ mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong clip tiếp theo của mình nhá. Cái này thì mỗi loại thì tôi nó không đổi được cái gì, còn thừa 6 huy hiệu thôi, làm công đức vậy.